Kính thưa Quốc hội, với một góc tiếp cận khác thì tôi xin phép được trao đổi với 4 đại biểu. Đại biểu Tâm ở Quảng Bình, đại biểu Hòa ở Đồng Tháp, đại biểu Hùng ở Quảng Ngãi và đại biểu An ở Cao Bằng về quy định về tổ chức thanh tra sở. Với quan điểm của cá nhân tôi thì tôi cho rằng thì vẫn nên quy định việc thanh tra sở được thành lập ở những sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo để thực hiện cái chức năng nhiệm vụ quản lý lĩnh vực. Thì như chúng ta đã biết, thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước, là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra là nội dung không thể thiếu của quản lý nhà nước, là giai đoạn cuối cùng của chu trình quản lý, có vai trò kiểm định, đánh giá hiệu quả của quản lý nhà nước. Thanh tra làm cho chu trình quản lý nhà nước được khép kín, các hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý nhà nước được gắn bó chặt chẽ hơn. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước thì các cơ quan quản lý nhà nước nhất thiết phải tiến hành hoạt động thanh tra đối với việc thực hiện các quyết định mà mình đã ban hành. Đó là một khâu không thể thiếu được trong cái quá trình hoạt động quản lý nhà nước. Và qua thanh tra thì để có các kiến nghị để khắc phục những sơ hở, yếu kém, đề xuất những cái biện pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, cũng như là sửa đổi cơ chế chính sách để nhằm quản lý tốt hơn và hiệu quả hơn. Chính vì vậy, trong hoạt động quản lý nhà nước phải có thanh tra, và thanh tra phải phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước. Ở đâu có quản lý nhà nước thì ở đó phải có thanh tra, và quản lý nhà nước mà không có thanh tra sẽ có thể dẫn tới quan liêu và xa rời thực tiễn. Giống như thanh tra huyện, thanh tra sở đã có cả một quá trình hình thành, phát triển ổn định lâu dài và đã góp phần quan trọng không thể thiếu cho cái việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Thứ hai, theo quy định về chức năng nhiệm vụ và cái theo quan điểm quản lý nhà nước hiện nay cũng như là quá trình tổ chức thi hành và thực tế đã chứng minh thì ngành nào cũng quan trọng với những cái khó khăn thách thức nhạy cảm phức tạp không thể cân đong đo đếm, xem ngành nào phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn ngành nào, nên không thể có sự phân biệt đối với ngành ngay tại văn bản luật của Quốc hội. Khi quy định sở thì có cơ quan thanh tra do Quốc hội quy định, sở thì có cơ quan thanh tra do Chính phủ quy định và sở thì có cơ quan thanh tra do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Thứ ba và rất là quan trọng, đó là việc thực hiện chức năng xử lý xử phạt vi phạm hành chính đối với những vi phạm thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phát hiện qua thanh tra sẽ thực hiện như thế nào, trong khi rất cần có những cái chuyên môn chuyên ngành. Việc bảo đảm tính kịp thời trong thanh tra và xử lý vi phạm xử phạt vi phạm hành chính, nhất là vấn đề về thẩm quyền. Tôi cho rằng thì nếu như mà không sửa đổi cái quy định này theo hướng quy định thanh tra sở ở các sở, thì tôi cho rằng nếu ở những sở không thành lập cơ quan thanh tra và nhiệm vụ thanh tra giao cho đơn vị khác thuộc sở, thì theo quy định giám đốc sở vẫn có thẩm quyền thành lập đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch hoặc tiến hành thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm để đáp ứng cái yêu cầu quản lý nhà nước. Và cụ thể tôi đề nghị đối với những sở không thành lập cơ quan thanh tra thì cần phải xem xét giữ lại chức năng thanh tra. Cụ thể là bổ sung vào khoản 3 điều 26 là ở những sở không thành lập thanh tra thì sẽ vẫn thực hiện chức năng thanh tra, và theo quy định thì giám đốc sở cũng vẫn thực hiện được những cái nhiệm vụ quyền hạn, nhất là cái việc xử phạt vi phạm hành chính giao cho trưởng đoàn thanh tra. Tôi xin hết ý kiến, trân trọng cảm ơn Quốc hội.